cá tươi quá tươi. Cứ bỏ vậy là từ nó lớn tới khi thu hoạch luôn ha. À. Hay thiệt, mấy tháng là vệ sinh lần. Nuôi hàu ở phía trong lòng rạch này luôn. Bây giờ em có xin anh. Điểm cực nam của Tổ quốc mình luôn, những cái mét đất, những thước đất cuối cùng của đất nước mình. Đó là mũi Cà Mau và cột mốc mũi Cà Mau á. Yeah. Dạ em chào buổi sáng của chú anh chị và các bạn đang xem video nha. Ngày mới, chúc cả nhà luôn có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hiện tại thì em đang có mặt tại ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Ở đây là nơi tận cùng của Tổ quốc luôn rồi đó cô chú anh chị. Ở đây thì cách trung tâm thành phố Cà Mau khoảng đâu đó là 100 cây số. Cách rạch gốc nơi hôm trước em tới là khoảng 30 cây số. Và từ đây xuống tới Đất Mũi luôn, tới cục cờ Đất Mũi luôn. Cục cờ mũi Cà Mau luôn là khoảng đâu đó là 7 cây số cô chú. Đường tới đây thì chạy nó cũng đỡ, nó không sóc lắm. Đường cũng khá đẹp nhưng mà nó hơi nhỏ cả nhà. Như cô chú anh chị mình thấy nè, đây là một cửa biển cũng khá là lớn, có hai nhánh, được chia làm hai nhánh để đổ ra biển. Một nhánh thì đổ ra biển ngay hướng đối diện với chờ Đất Mũi á, còn một hướng là hướng về mũi Cà Mau luôn, phía dưới gần khu du lịch mũi luôn. Ở đây em thấy khá là đẹp, kiểu như mình tới đây mình có cảm giác thoải mái á cô chú anh chị. Có những cái mà mình không giải thích được. Ở đây thì bà con mình tập trung sinh sống ở hai ven bờ sông này, hai bên ven sông, làm nhà là lưng tựa về sông luôn, nên là nhìn cái địa thế này là cả nhà mình cũng biết là bà con mình đa phần chủ yếu là tập trung sinh sống dựa vào biển rồi. Ở đây thì làm nhiều nghề đáy hàng khơi, đáy hàng khơi cũng không thua gì rạch gốc đâu. Còn một nghề nữa đó là nghề lưới cá khoai cực kỳ nhiều luôn, số lượng chắc lên tới vài trăm chiếc đó cả nhà. Em nghĩ là trung bình mỗi nhà là sẽ có một chiếc lưới cá khoai luôn á. Ngoài ra thì ở đây em thấy bà con mình còn nuôi thêm hào sữa mô hình với những chiếc phi như thế này. Thì hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng với em đi tham quan khu vực chợ Đất Mũi, cũng như là cuộc sống bà con mình ở Đất Mũi, ở ấp Kinh Đào này, và cũng như là cuộc sống bà con mình ở khu vực cuối tận cùng của Tổ quốc ở mũi Cà Mau. Bây giờ em mời cả nhà cùng xem video nha. Mấy anh mấy chú đó là bắt đầu chạy biển đi làm nghề lưới cá khoai đó cả nhà. Ở đây thì lưới cá khoai em thấy có thể là vài trăm chiếc, lên tới vài trăm chiếc luôn, đông lắm. Đợt này là vào cuối con nước, đầu mùa lưới cá khoai nhưng mà cuối con nước để đánh, cho nên là bà con mình hay đi đánh đêm, hay vào đêm đánh ngày vào đêm. Còn đầu con nước á, thì bà con mình đánh đêm vào ngày. Nó ngược với lại nghề đáy hàng khơi á cô chú, hết nước đáy thì lại là tới nước cá khoai. Đợt này thì đang còn cũng là cuối nước đầu nước nghề đáy nè, bà con mình vẫn đang đi đóng đáy đêm nè. Tiếp tục là một chiếc lưới cá khoai ra khơi. Hôm
qua em có tới sớm á, đây 3-4 chiếc chạy ra cùng lúc luôn cả nhà nè. Hôm qua em có tới sớm thì hỏi bà con mình làm nghề lưới này cực không, thì bà con mình nói làm nghề này cực, vất vả lắm, có khi còn cực hơn cả lưới ghè nữa. Sáng sáng thường thường bà con mình cũng đi làm lú cho những chiếc giỏ giống vậy nè cô chú nè. Cái này là cá từ nghề gì đây anh ha, anh đặt lú hả? À, thu mua lại ha, dạ. Giờ đem lên chợ bán ha. Dạ. Ở sông thì điều kiện vận chuyển á cô chú nó cũng thuận tiện. Đi dài theo bờ sông luôn, chạy cho những chiếc vỏ này vận chuyển nó nhanh, nó nhẹ nhàng. Cái này thì thu mua lại rồi đem lên chợ. Cá lạc, cá chai. Đi mận hả anh? Mình đi thăm lú hay sao anh? Dạ. Đó, lúc mà nước rút á là cô chú mình thấy lòi hết cả mấy cái này. Nhưng mà lúc nước lớn là có khi ngập lên gần tới đường luôn. À, cá út hả? Con cá vô biển nó khác đúng không anh? Cá út cô chú. Nói chung bây giờ em mới đi được nhiều nơi cho nên là không có biết các tên loài cá, mong cả nhà mình thông cảm nha. Cá út. Rồi bên kia là cá khoai nữa. Anh bắt đầu đi biển. Đây, nhà mà có lưng với có mặt tựa ra biển là như vậy cô chú nè. Ghe về đầu sau lưng, lên lưới, chài lưới, xương lưới. Rồi đem cá lên nữa. Từ bên đây qua bên đó, cô chú nhìn gần vậy thôi, chứ mà muốn di chuyển qua bằng xe thì một là chạy vòng rất là xa đường về trong cầu trong kia, hai là mình đi đường phà, nhưng mà hôm qua em tới thì phà không chạy, không biết hôm nay là có chạy hay không. Ngay góc gần chợ bà con mình bán đồ ăn sáng. Những cái chỗ mà nước nó lớn luôn á, nó ngập luôn thì thường là không sao. Nhưng mà nước nó lên, nước nó xuống đều đặn á, là hay có những cái con hào nó đóng chỗ này cô chú nè. Thôn hào nó đóng á. Cái này là cũng do ảnh hưởng của biển thôi, tại mình gần cửa biển. Cho nên là lúc nước lớn, nước ròng nó cũng theo cái thủy triều của biển. Một chiếc giỏ chở nước đá. Cái này mình lấy xưởng mình đi giao lại hả chú? Dạ. Ngày gì mình làm chừng nhiêu cây? Dạ. Cái này là lấy xưởng xong rồi bỏ sức ra. Bỏ sức ra vác nước đá rồi đi giao vòng vòng cho những chiếc vỏ kiểu này. Để lấy tiền chênh lệch tiền lời cô chú. Một cây mấy ngàn gì đó. 5-3 ngàn đồ gì vậy đó. Buổi sáng của bà con mình ở đây thì diễn ra như vậy đó. Có những chiếc lưới mở lưới buổi sáng, còn đa phần là mở ban đêm á. Mở biển ban đêm. Mở biển tức là bà con mình bắt đầu đi biển ra khỏi nhà, bà con mình hay gọi là mở biển, hay còn gọi là chạy biển. Về vùng sông nước thấy cảm giác nó thoải mái trong người á cả nhà. Đá nhiều người ta nhiều lắm. Dạ.
anh tâm sự kể là làm cả 10 năm nay rồi. Lấy xưởng thì mình giao lẻ thì được 10.000 một cây, còn sỉ thì 5-3.000, 5-7.000 gì đó. Làm nước đá này thì nó lành lắm. Bỏ thêm góc tư nữa, mới mở dây xong. Cái phía em đang đứng trên cầu Rạch Vàm á cô chú, cái phía này nè, cái hướng em đang lia cam là cái hướng của con rạch. Cái dàm của mình đổ ra biển theo hướng đi về đất mũi á, về dưới phía mũi Cà Mau luôn. Đây là một nhánh khác, cô chú nhìn từ trên cao thì sẽ hiểu rõ hơn nè. Bà con mình ở dưới đang sương lưới cá khoai, chắc là cũng chuẩn bị mở biển. Hôm qua em có tới sớm á, em có quay được một cái đoàn bà con lưới cá khoai, làm nghề lưới cá khoai đi đánh bắt vào. Bây giờ thì em mời cả nhà mình cùng xem đoàn video đó trước nha, trước khi quay lại vào buổi sáng ngày hôm nay để thăm hỏi bà con ngư dân các nghề khác. Và bây giờ mời cả nhà cùng xem video nè. Bây giờ là 6 giờ tối cô chú anh chị. 6 giờ chiều. Dạ. Ghe đánh lưới cá cháo, đánh lưới cá khoai chứ. Bắt đầu vào rồi. Vào lai rai, nói chung là cá khoai này nó sẽ chạy theo con nước á. Cho nên là cũng tùy đợt. Hai chiếc đua kìa. Một ghe với một chiếc vỏ giọt đua kìa. Em có xin được một cô chủ nầu để ghé quay thử tình hình bà con mình đợt này bám biển nghề lưới cá khoai như thế nào á. Quá trời trời ơi. Cái khu này á cô chú, nhà là làm ra tới sát tới cửa biển luôn. Khu này làm ra sát cửa biển luôn, nhà làm ra sát cửa biển luôn, đứng ở đây á kiểu như cảm giác mình hòa mình với sông nước luôn. Dễ chịu lắm. Nhà hai bên bờ tựa lưng với lại rạch. Bây giờ ở khu vực miền Tây mình á cả nhà, mấy chú mấy anh ngư dân làm biển trên những chiếc vỏ này rất là nhiều nè. Nó nhẹ, nó chạy lướt cũng dễ. Cô chú mình nhìn cái góc quay từ trên cao của em là hiểu rồi, ở đây bà con mình đa phần là bám biển thôi, tại sống tập trung hai bên của dàm á. Chú hôm nay được nhiêu ký chú? 7 ký hả? Dạ. Ủa nguyên một vàng lưới này mình đầu tư để làm là hết nhiêu chú? Máy móc trường lưới rồi luôn là đúng trăm ngoài triệu đó. Trăm ngoài triệu ha? Dạ. Là một vàng lưới này mới mình đánh được cỡ mấy tháng là mình phải thay thịt vô chú? Bây giờ nó cũng còn mới nhưng mà nó gắt thì mình phải thay bỏ. À. Nhưng mà trung bình là được khoảng mấy tháng không? Dạy con nước, khi một con nước cắt con chừng mới nó ra quýnh, bị nó cắt con chừng. Dạ. Thì ra dính gốc, rồi dính cạn, rồi lưới ta tắt lên, ta xé. Dạ. Mẹ nó về trước rồi mà. Mẹ lấy cái chai yên tu. Con hai về trước rồi, không mất đèn sao. Chạy gió về mà. Cái này chạy tổn ngày hết bao nhiêu dầu cô hả? Ngày chạy mười mấy lít xăng đó, bao nhiêu đó. À, mười mấy lít xăng ha. Dạ. Chạy xăng, dạ. Mười mấy lít là tổn 200-300 ngàn, 300-400 ngàn rồi. Cô chú mình nhìn cái khu này đúng đẹp luôn á, nó rộng rãi, nó thoáng á.
Giờ này tùy theo con nước, có con nước là 2-3 giờ chiều bà con mình vô, cũng có những con nước là tối tối tầm này 6 giờ 7 giờ rồi 8 giờ 9 giờ 10 giờ luôn, vô cũng tùy thôi, con nước chạy theo lúc nào cá nó chạy á, thì mình sẽ đánh theo lúc đó. Điển hình của cái mẫu ga ở những khu vực mà biển sóng nhiều, mũi cao. Nay đỡ không anh? Dạ. Nay được nhiều không chú? Ít cả nhà ơi. Đi trên giỏ này đi cả ngày không có cái gì che nắng là đuối lắm cả nhà. Còn cá còn dây 200 con. Dây chuyền này để tải cá ra vô rất là tiền luôn. Cho một cái lạc vàng kìa. Như con cá này gọi là cá gì cô ha? Cá phèn. À cá phèn hả? Ừ. Dạ. Bữa nhiều quay mà. bữa nay mới tới đây. Quá nhiều quay. Mấy cái lô quay là gì trời. Cũng là tình hình tình hình chung của bà con tôi mình thôi. Tôi cá có quay mặt mày đâu mày sợ. Quay rồi quay mặt rồi. Bà coi đó hả? Chết mày. Mới ghé lại dính mặt rồi. Chết rồi. Cá lạc vàng nè. Chết rồi tay ơi. Đó là bữa nay tại lên bữa hổm vừa hổm hôm kia vàng ươm luôn rồi. Mấy năm trước á. Vậy hả? Cái này mình đi từ mấy giờ chú? Đi vô hồi 4 giờ. 4 giờ sáng tới giờ. Chạy vô ruộng nữa, chạy vô chạy ra không. Tối ngày sáng đêm ngủ. Thải ra nhiêu lý làm ngoài chú? Dạ, tôi biết ngày này nhiêu lý đâu rồi, biết có định vị. Thì... lên YouTube nha, nói chuyện không chửi thầy nha. Cá thôi, tài. Đây nè. Cá khoai. Cái miệng nó bén lắm cô chú. Rồi. Cái răng nó không lắm chờ bén. Ok. Ok rồi. Rồi coi, đây là tài dầm nè, 9,5 kg nè. Tính rồi. Dạ. 100,000. Hôm qua cuối cùng tối em nông lên thêm 2,000 giá. Xong rồi được 1 chiều cả nhà. Bán tất tần tật luôn được 1 chiều. Bây giờ là 8 giờ tối á cô chú. Đây là cá khoai của các ghe đánh bắt gọi là ghe lớn. Ghe lớn thì sẽ vào trễ hơn một chút tầm này nè. Cá khoai, lưới chuyên đánh cá khoai. Cá tươi quá tươi. Từ giờ đến đêm còn nhiều chiếc vô không chết? Dạ nhiều ha. Dạ. Đây là ghe làm nghề cá khoai của bà con mình ở Rạp Tàu nè. Cũng nhỏ thôi. Nay làm gì là đỡ chưa anh?
yếu yếu hả? Dạ. Như bình thường nghe nói chúng chúng có ngày vài 300 ký á cả nhà. Như đây chắc tầm 4 mấy 50 ký rồi vậy thôi cả nhà. Cá khoai thì nó cũng dao động tùy lúc, có lúc cũng trên 100, có lúc dưới. Cái đó dạt đem về ăn ha. Ăn. Ủa như đi cái này là đi theo ngày ha. À, ngày bao nhiêu anh? À, chia phần trăm ha. Chiều là mình được nhiêu anh? Mấy chục ngàn hả? Trời. Chiều được mấy chục ngàn cô chú. Cá khoai này nấu canh chua, nấu canh mặn ngon. Dạ, nấu mặn đúng không? Mình đi từ mấy giờ đến giờ anh? Đêm qua, khuya hôm qua. Khuya hôm qua hả? Vậy là nằm ngoài biển đêm? Ra tới ngoài là mình quánh luôn, quánh đêm ra 2 giờ. À, vậy hả? Khuya đi chiều vô. Dạ, khuya đi chiều vô, à. Hôm nay là đói đói hả gột. Đưa lên kỳ lắm à. Ngư dân mình chân chất thật thà mà. Bây giờ chạy không được kìa. Chạy không được thôi ơi. Hư máy cả nhà ơi. Làm biển này có một cái á là khi mà mình có dư rồi là bắt đầu nó hay bị đắp vô máy móc ghe cồ lắm. Đó cô chú mình để ý ngoài xa đó, tầm này bà con mình vô rất nhiều. Em thấy ghe lưới cá khoai ở đây nhiều gấp nhiều lần ở dưới rạch gốc luôn á. Chia ra bán 3-4 dừa nhưng mà vào liên tục nãy giờ hì hì luôn. Nè, chiếc trước nối đuôi chiếc sau luôn nè. Ở trong cửa rạch tàu nè, trong vàm á, em nghĩ là chắc cũng nhiều lắm. Vài trăm chiếc lưới cá khoai này là ít á. Tại vì bán cho nhiều dừa mà chạy ra chạy vô liên tục luôn. Thì kêu cậu là nên lấy cậu đầu cẩm. Quánh gì là đỡ chưa chú? Hôm nay quánh gì là đỡ chưa? Ít. Vẫn ít ha. Dạ. Cá khoai này mình đánh tới tháng mấy là hết mùa chú? Dạ. Ai nấy người ướt mem hết cả nhà, làm cả ngày ngoài biển. Không, tại tùy theo cá, nó cũng như chiều qua có mấy lô vậy, buổi tối nè. Mấy lô buổi tối này của người ta là có dạt gì đâu. Tùy theo lô chứ vậy, bắt cá qua, bắt qua ăn sát cỡ đó rồi, nữa đây kìa. Trước ra chòi được ăn một lần, bây giờ vẫn nhớ cái vị cô chú. Cá này ngon. Hình như nó có một loài màu trắng, một loài màu đỏ hả cô? Cá khoai này nè. Ý là nó có một loài màu trắng, một loài màu đỏ đỏ đúng không cô? Dạ. Yeah. Giờ này là 9 giờ đêm rồi mà còn chạy hì hì vui lắm cô chú à. Em tới đây là cũng vô cuối con nước rồi. Em quay mà người ta làm khó làm dễ quá.
cho nên thôi chắc là ngưng thôi. Cũng đại khái là nơi đây là một trong những cái nơi làm nhìn về nghề lưới cá khoai nhiều nhất. Và đợt này cũng là vô cuối con nước, chứ đầu con nước là họ đánh họ vô buổi chiều không à. Mong cô chú mình thông cảm cho em nha, người ta làm khó quá. Ở ngay phía dưới của chân cầu Rạch Vàm á cô chú, có một cái chợ chồm hổm nhỏ nhỏ. Buổi sáng em thấy bà con mình đi chợ cũng đông đông nè. Kiểu ở đây do dân cư không đông á cho nên chợ cũng không có lớn á cô chú. Chỉ họp một cái chợ chồm hổm nhỏ nhỏ để bà con mình mua đồ về sáng thôi. Bán quần áo nữa nè. Một khu chợ nhỏ nhỏ buổi sáng thôi, nhưng mà em thấy cũng khá đông. Bà con mình đi chợ mua rau củ nè. Hàng rau thì lúc nào cũng đông hết. Sạp rau. Em mua cho em quay xíu nha. Dạ. Nãy giờ thấy anh bận quá chưa hỏi. Dạ. Hè. Xà lách. Trước từng có người quay rồi ha. Dạ. Rau củ buổi sáng bày ra nguyên một sạp lớn luôn cô chú à. Anh chủ. Bên kia có mần kìa. Này bán đỡ không chú? Này bán đỡ không chú? Dạ. Ở đây thấy bà con mình đi đây đông hơn ở chợ trong kia nữa. Dạ. Nhiều cái này thì chú với anh chắc là chở từ ở nơi xa về bán rồi cô chú. Em quay một số cái cho cô chú mình xem thử nha. Có bắp cải, củ su, rồi đậu bắp, rồi khổ qua, dưa leo, cà tím. Nói chung là cũng khá là đầy đủ. Có vòng vòng một cái khu vực như cô chú mình xem nè. Bà con mình gọi là gần như là kiểu họp chợ chồm hổm á.
Ở đây mình bán tầm mấy giờ là tan anh ha? 9 giờ. 9 giờ hả chú? Dạ. 9 giờ là hết luôn á ha. Dạ. Vậy là ngày nào chú cũng lấy về bán ha. Dạ. Dạ, chở từ đâu về chú? Cái nước ha. Dạ. Chợ đầu mối Cái Nước. Dạ. Nhiều lắm luôn cả nhà, mà bán 9-10 giờ là hết. Dạ em cảm ơn anh với chú với mấy anh nhiều nha. Dạ. Như cá mình đây gọi là cái gì ha? À cá mắt lồ hả? Dạ. Dạ cá mắt lồ. Cá mắt lồ. Dạ. Cá mắt lồ. Kia là cá nâu. Dạ. Đợt này bán đỡ không mấy cô? Bán cũng được. Dạ bán cũng lai rai ha. Dạ. Ở khu mình đây là hình như đông hơn ở trong chợ trong kia, nó trong chợ cũ nữa không cô? Chợ Tự Tháp mà đông hơn. Dạ. Chỗ này là cái chợ Trùm Hổm. Dạ. Ở đây kia chợ Nhà Lồng mà giờ không ai ngồi chơi em ta. Dạ. Nó không tiện đường. Dạ. Dạ. Quay tôm bự. Đây là tôm nhỏ nè. Cái đó là con tôm nhỏ em. Dạ. Đây tôm bự. Nó đẹp. Tôm này tôm vuông ha. Tôm thẻ vuông. À tôm thẻ vuông. Dạ. Ở đây cũng khác là cá vuông. Cá vuông luôn, cá đối cũng cá vuông luôn. Cá đối cũng cá vuông rồi, con cá đục, cái này là con cá đục, ở đây là con cá chiết. Dạ. Ý bên đây có cá đục nữa nè. Cá đục này chắc cá đục biển chứ? Cá đục vuông em. Cá đục biển nó nhỏ nhỏ mà. À. Cá đục cũng có trong vuông nữa ha. À. À. Dạ. Cá này là như cá chét nè. Cá đục cô chú. Cá bóng làm sẵn nữa. Cá bóng làm sẵn em. Dạ. Bóng trứng làm sẵn nữa. Bóng nhiều ký ha. À, một chị. Ký có 50.000. Ký 50.000, còn cá đục này. Cá đục có 1 ký 101. 101, dạ. Cũng ngang ngang giá ngoài Phú Quốc. Dạ. Dạ. Giá cũng đó em. Dạ, em cũng ngoài Phú Quốc. Phú Quốc là có con cá gì lạ nữa không? Nó nói ngang giờ đâu có nhớ nổi. Dạ có hết. Dạ. Về chợ miền Tây bà con mình vui vẻ quá cả nhà ơi. Ý, có mấy con tôm lớn kìa. Tôm này ký nhiêu chế? Ký 300. Dạ, cũng tôm vuông luôn ha. Dạ. Vuông mà lớn quá trời nè. Mình ta lấy con nữa. Đưa lấy chụp lên. Okay. Đúng rồi, quá đẹp rồi. Quá đẹp luôn. Đó, ngay dưới chân cầu Rạch Vàm. À, Rạch Tàu đúng không? Rạch Vàm. À cầu Rạch Vàm. Dạ, chân cầu số 1. Cá vuông hết cả nhà. Đồ khô nữa nè. Khô này là khô cá gì chứ? Khô cá đối. À khô cá đối ha. Dạ. Chợ Tự Phát thôi nhưng mà khá đông cả nhà. Bán mới được 7 tỷ mấy gì hả? Bên đây có một xe bán xôi, em lại em xin quay một xíu nha cô chú. À, xôi mặn bán sao vậy cô? 20-25. Dạ. Hộp 15 đừng có bỏ trà bông nữa. Con gái thì không ăn trà bông. Quay cô bán xôi.
Dạ, chạy đẩy vòng vòng bán luôn. Này mình bán thường thường mình bán tới mấy giờ hết cô? Giờ nào hết thì về hết, nhầm khi người ta gặp mình cái người bữa ăn bữa không, bữa người ta ăn sớm thì mình hết sớm về sớm, còn hết muộn về muộn. Cái này cứ đẩy đi dài dài bán hoài gì đó ha. Dạ xuống dốc cầu đầu á. Dạ. Ở dưới đó thấy đông người á. Xuống đó bán có lý đó. Con có ăn không? Con có. Con ăn hộp không? Dạ một hộp. Hỏi không ăn thì quýnh nó luôn. Nó đi đâu nè? Nó đi du lịch. Dạ, không sao mình dạ. Con đi con quay phim luôn. Đừng quay tao tội nghiệp hết rồi. Đừng quay tao tội có gì đâu, buôn bán sức lao động mà, nét đẹp lao động mà. Dạ. Bán tới đâu mình cắt tới đó ha. Sắc nó ngon, con sắc trước á nó không có ngon. Dạ. Cái thịt á nó giòm á, thịt gà nó ra nó bị đen. Ăn gì đó em? Con gái giường quê. Bán cho con hộp sợi. Đó, xong hộp. Hộp này hộp của con à, để cô bỏ đọc. Anh cô bao nhiêu cô? Con 25.000. 25.000, dạ. Cung đường ở khu vực đây bà con mình di chuyển này cả nhà. Đường cũng nhỏ. Nhà thì cũng có hai bên nhưng mà kiểu nó nước nó lên đồ gì nó ngập kiểu này nè cô chú nè. Ở đây là khu thủy triều lên xuống liên tục á cho nên là nó hay bị ngập nước nó tràn lên kiểu này nè. Nhà là đóng cọc phải cao hoặc là đóng đổ móng phải cao chứ không là nó ngập lên luôn á. Nó di chuyển qua lại là trên những chiếc phà như vậy nó sẽ tiền nè cả nhà. Còn từ đây chạy ra tới đầu cầu ngoài kia tới vài ba cây số nữa lận nó xa lắm. Và cứ một chuyến là 5.000. Đây là cách bà con mình di chuyển qua lại trên sông á. Quay vô mặt anh này nè, nè lấy giọt ta nè. Đây là lưới cá khoai cả nhà. Lưới cá khoai. Dạ, lưới cá khoai. Hôm nay nghỉ biển hả anh hay là chưa chạy? Hết nước luôn rồi ha. Dạ. Ủa như như nghề này con nước của nó đầu là đầu tháng hay cuối tháng à? Là lúc nước đứng á ha. Dạ. À 5-6 ngày nữa là bắt đầu con nước mới. Đây là lưới cả nhà, dạng cái lỗ lưới nè. Dạ, cái này 3-4 phân nhiều không chú? 3/8 4 phân, dạ. Dạ. Nhưng mà cái này là mình đánh sát đất không chú? Sát đất luôn. Dạ. Dạ. Mà nó không bắt mấy loại cá khác mà chỉ bắt cá khoai thôi ha. Đủ loại. À đủ loại luôn. Chắc cái nghề lưới cá khoai này của mình là có từ xưa đến giờ luôn hả chú? Dạ. Truyền thống luôn á ha. Dạ. Dạ. Làm theo con nước cũng giống nghề đáy á ha. Dạ, nghề đáy cũng nghề truyền thống. Dạ. Dạ, về một tháng làm nửa tháng ha. Dạ.
rồi à, làm em nghe nói là làm tới tầm dạ à dạ dạ em nghe nói là tới tầm là tháng 5 tháng 6 là bắt đầu hết mùa của nó. Tháng 5 tháng 6 là hết mùa đúng không chú? Dạ. Dạ. Nói chung là cũng không làm được quanh năm. Bị mấy năm nay nó hơi dở, cái thường năm tháng đi ra chịu vô nó khá là chịu trăm không ngoài chịu. Dạ gì đó ha. Năm nay đồ thất hả chú? Mới có lại. Dạ mới có lại. Giờ mới có lại. Dạ. Mới có lại thì bà con đi ra sáng đi ra chịu vô thì mười mấy 20, 30. 60-70 chiều là chắc cả tấn cá hả chú? Dạ. Cái lúc mà cá dồi thì nó không tới 100.000 ký đâu. Bữa nay cá trăm mấy. Dạ bữa nay cá trăm mấy luôn. Dạ. Mới vô đầu vụ thì 125. Dạ. Từ từ cá nhiều quá nó sụp. Dạ. Đi xuống phà thử cả nhà. Nhiêu tiền anh? Ở bển hả? Được ở bển hả? Từ bên đây qua bên kia quay đầu cái là tới rồi cô chú. Mỗi chuyến là 5.000 nha. Ở đây thì em thấy bà con mình làm khô cũng nhiều. Cái này cá của ghe mình đổ đáy về phải không chế? Dạ. Cá này cá gì chứ ha? Bên kia hình như là cá khoai nhỏ. Cá này tên là cá gì chứ? Bây giờ tại vì con nói luôn nói cái nào là có ăn có chịu với mình thì mình phải chừa khô lại. Thường thì đó. Cô chú mình mấy cái loại cá này đổ đáy về bà con mình nhà từ phơi từ làm. Cá hố bên kia là cá hố. Xung quanh đây có mấy cái sạp ở trên đây nè. Cá hố sau khi khô đó cô chú. Cá lưỡi. Đây là con cá gì em quên tên mất rồi nhưng mà lúc còn sống nó màu vàng vàng á. Ở đây và cả ở rạch gốc luôn là bà con mình làm khô đều nhiều tại vì cái nguồn hải sản mình có sẵn khi ghe gia đình mình đi đổ đáy về. Rất là nhiều cả nhà. Phơi khô thì bán nó sẽ được giá hơn một tí, mình bỏ công ra thôi. Cái này phơi bao lâu là khô ha chế? 5 ngày. 5 ngày. Cái này phơi 5 ngày, cái này phơi 2 ngày. Dạ. Mình phơi này mình bán được giá hơn xíu đúng không chế? Như con cá dài 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 này là tên gì hả chế? Cá gì? Cá nạc lãi. À cá nạc lãi hả? Ừ, cá nạc lãi. À. Nạc lãi. Như cá khoai này mình phơi khô rồi bán được nhiêu tiền ký ha? Tùy theo mức 200 mấy, 22. Dạ, 200 mấy. Dạ. Dạ. Cá nạc lãi cả nhà. Không có.
ở những cái cửa biển á, mà làm nhà thấp thấp như vậy cô chú nè, là nước nó lên nó ngập hết trơn nè. Như chỗ này chắc là nước nó ngập quá rồi, phải chuyển đi chỗ khác nè. Làm là phải cao vàng với lại cọc chống giống như mấy nhà bên kia á thì nó đỡ. Còn chán cái nền mà thấp kiểu này là kiểu gì cũng bị ngập hết. Bây giờ cũng là 8 giờ sáng rồi, em sẽ đợi tới chiều rồi ghe đáy vô, rồi em đi coi thử tình hình nghề đáy ở khu vực rạch tàu nha. Thì sau lưng em đây là có một nhà của anh đây ngư dân, ở đây là nuôi hào cả nhà, nuôi hào ở phía trong lòng rạch này luôn. Bây giờ em có xin anh đi ra ngoài đây quay thử, rồi coi thử cái nghề của bà con mình nuôi hào ở đây như thế nào nha cô chú. Anh chủ ở đây anh không muốn lên hình nữa cô chú, nên em quay ném một xíu. Em chỉ hỏi tiếng thôi. Đó, sau lưng nè. Quay sau lưng thì không sao phải không anh? Dạ. Ủa như mấy cái can này là mình để ganh lên ha anh? Để cho nó nổi lên. À dạ. Cái này là tầm bao nhiêu tháng là mình thu hoạch một lần anh ha? Một năm. Dạ. Dạ. À cái này là có hai loại, một loại hào ấy, một loại hào sữa ha. Dạ. Em nghe nói là hồi trước bà con mình nuôi cũng nhiều mà nó mất cấp dữ lắm ha. Dạ, giờ còn xung quanh đây còn có một bè này nè cô chú nè. Bao nhiêu anh? 10 tấn hả? Đến lúc thu hoạch đó ha. À. Dữ dằn. Bước lên đó luôn hả ta? Để bước lên đó đi rồi. Hay chưa? À, quay tời lên. Đây hào của bà con mình đây. Ủa, cái mô hình của mình là mấy cái phao này là ganh mấy cái dĩ này ha? À. Là nguyên dãy này là toàn là dĩ không ha? Mình nuôi trên dĩ không? Dạ. Cái khu này là nước lờ hay là nước mặn anh ha? Nước biển luôn á ha. Dạ. Anh. Dạ. Anh chủ anh không chịu lên hình cũng hơi tiếc cả nhà. À, đây. Đây là hào sữa anh. Dạ, hào sữa nè. Cái kích thước như này là khoảng bao lâu nữa mình thu hoạch vậy anh ha? Tháng 5, dạ. Thu hoạch là có xe tới nơi chở mình luôn, chở luôn đúng không? Mình nhầm chỗ thì nhà hàng mình gửi đi. Dạ. Hay ghê chưa? Ngày trước á, bà con mình nuôi nhiều lắm cô chú. Ủa gì là... À, tưới là nó sạch nè. Ủa gì là nó nằm lúng dưới sình luôn ha anh? À, trên mặt nước. Đây cái ba xải nước con mà mình nuôi một thước ha. À, nuôi có một thước à. Cái ganh này nè, nó để là một thước, đúng một thước, con thước nước là mình đo, một thước nước là mình buộc cái dây là nó đúng thước hoài. Dạ dạ. Có 2 3 tháng mình vệ sinh lần. 2 3 tháng là vệ sinh lần. Quay lên tạt nước vậy đó, lửa hào chết dịch ra là rồi. À. Tạt nước vậy là vệ sinh rồi đó ha. À. Dạ. Lửa mấy hào này đó. Dạ. Mấy hào này chết này dịch ra là rồi. À. Chết là bỏ ra. Cái này là cái giống ban đầu của mình là lấy từ đâu anh? Thiên nhiên cái này luôn. Ta đi làm về mua lại. À, ta đi làm mình mua lại ha. Theo nước á. Dạ. Là ở dưới nó từ nó ăn phù du dưới ha. Uống nước sống. À. Đây cô chú. Thôi được rồi anh ơi, thấy cái mô hình của mình là thấy hay. À, cái mô hình này là ở mình hay là mình có học hỏi từ đâu không anh? Chào hồi đó thì đầu tiên là hợp tác xã nuôi rồi, hợp tác xã bỏ. À, đầu tiên là thời gian rồi mới làm nhà nuôi. Dạ,
Đầu tiên là hợp tác xã nuôi. Đây là những cái này là hào sữa hay hào đá? Hào sữa đó. Hào sữa đây hào ha. Hào là đi nhà hàng hào này nè. Dạ. Và hào đá nuôi đâu lớn, hào đá nuôi có cái đớn này rồi, khá đâu lớn đâu. À. Màu xanh, hào đá. Dạ. Vậy là ở đây chuyên nuôi hào sữa luôn. À, hào sữa hả? Dạ. Một dĩ này là 200 kg. Một dĩ cho tới lúc thu hoạch là 200. Dạ. Anh chủ dễ tính quá cả nhà, dễ chiều quá. Mô hình nuôi hào của bà con mình, hào sữa. Ở đây là tổng cộng là cả biết bao nhiêu tấn luôn. Cứ bỏ gì là từ nó lớn tới khi thu hoạch luôn ha. À. Hay thiệt, mấy tháng là vệ sinh lần. Nãy anh nói là cả chục tấn ha. Chục tấn. Dạ. Đây cái ruột con hào sữa. Là bữa lần du lịch xuống là qua tham quan là nặng chanh lan. À dĩa ha. Hào tái. Dạ. Đây hào đây nước nó sạch, nước biển vô mà. Dạ. Nước đây là do phù du thôi chứ à. Thực ra cái màu nước này là do phù sa nó bồi lắng cái màu nước nó vậy chứ không đây phải là biển, nước dơ. Đây cái biển con cây số mà. Dạ. Chứ không phải là nước dơ đâu nha cô chú. À, đây, cái ruột rất là bự luôn. Hào này đến khu khi mình bán là được bao nhiêu tiền một ký anh? 24.000 ký. Dạ. Cỡ 2 tháng nữa là thu hoạch rồi cả nhà. Ở xung quanh đây thì còn mỗi bè hào của nhà anh nữa thôi. Cứ mỗi một lần mà thu hoạch đem lên bán á, là có khi bán được vài trăm triệu luôn cô chú anh chị. Nhìn chung thì bây giờ cái nguồn hải sản tự nhiên á, nó không có còn nhiều nữa. Thì cái nghề nuôi trồng này em thấy là cái mô hình nên phát triển lâu dài nè. Cũng cung cấp cho các nhà hàng đồ gì này kia luôn. Tại vì hào sữa là nhà hàng rất là chuồng. Phát triển được mô hình này thì rất là tốt luôn. Có điều ở đây thì nghe nói có tình trạng mất cấp á. Nhiều khi đến mùa thu hoạch mất cấp một ngày mấy trăm ký luôn. Cho nên là bà con mình một phần là nản, một phần là nuôi không có đạt á. Nuôi không có đạt nữa rồi mới bỏ. Nuôi không đạt là do cái nguồn nước hay là sao anh ha? Nhầm năm cái nguồn nước nó không tốt. À nhầm năm ha, có năm trúng năm thất ha. À, hiếm đó, càng là đỡ được, thường thường thì cũng có lời. Dạ, thường thường cũng có lời. À. Dạ. À. Như giống này lúc mình mua về là con chút chút vậy. 27-30. 27-30 con 1 ký. À, tới bắt lên thì còn là 5-6 con. À bắt lên còn 5-6 con 1 ký. Ừ. Là thúc lúc thu hoạch. Tức là nó lớn khoảng gấp 6 lần, gấp 5 gấp 6 lần cô chú anh chị. Nhưng mà vẫn hao, nó hao cho tỉ như nó hao 20 con rồi tới mình thu hoạch này cũng vẫn còn lại số ký. Dạ. Ý là nó hao cái chết chóc quá đúng không? À, thì dạ. Mình khi vần hao đó là nó vẫn còn lại số ký. Dạ dạ. Đó. Hạ xuống. Mấy cái này là mấy cái tời. Ủa rồi đến khi mà mình muốn vệ sinh mấy dĩ khác là mình bơi cái bè này đi ha. À mình đẩy tới đẩy dễ lắm. À đẩy mình tới. Đứng con thước nước mà. Dạ. Đứng dĩ mình lặn bè đi luôn. À đứng dưới dĩ lôi bè đi luôn. À, đi giữa dĩ luôn. Sao dạ. Trên hào đâu có sao đâu. Dạ. Rồi. Có 1 mét nước dưới thôi. Nuôi em thấy nuôi với khác với những chỗ khác là ở những chỗ khác là người ta nuôi người ta để cho nó bám vô dây. Cái này thì không phải là nước nó tự mình cấy phôi nó tự lớn. Mà là mình mua hào giống của thợ lằn á. Về mình thả cho nó tự lớn. Chứ không phải là nó tự phát triển, nó tự sinh sôi nảy nở như là các vùng khác. À, nghe anh nói là cái mô hình này nếu mà cô chú mình muốn nuôi với số lượng khoảng 10 tấn này luôn anh ha, là khoảng 200 triệu tiền vốn. Mà nhìn chung là nếu mà ai ở những cái vùng nước trong á, thì nuôi nó sẽ đạt hơn những cái vùng nước đục như này. Đây là kinh nghiệm làm lâu năm của bà con mình. Hào này là giao hào giống về bên mà Cần Giờ con hào mau lớn. À, cần... ở Gạch Tàu. Dạ, Cần Giờ ha. Dạ. Làm giao hào giống thì giờ một lần 10 tấn mấy tấn. Dạ. Nhà anh cũng nuôi cả chục năm rồi mà trước kia là của hợp tác xã. Làm rồi bây giờ là mô hình của bà con mình.
cua vuông. Đây là cua Cà Mau này cô chú này, cua vuông. Cua cái mới có gạch đúng không? Cua đó cua gạch. Dạ, con này cua gạch này cô chú này. Ký 300 ngàn size này. Vuông là trước nhà mình đấy phải không ạ? Dạ, trước nhà. Cái này là cá cảnh ha. Cá cảnh để cũng bán luôn. Quá trời làm. Đầu khi em chưa xuống miền Tây á, cứ nghĩ á, vuông á là những cái hồ mình đào mà phải chạy oxy để mà nuôi các cái mặt hàng thủy sản, nhưng mà không. Thực tế vuông ở bà con Cà Mau này là mình đào những cái kênh rạch rất là dài luôn, nhưng mà nó không có thông với sông, không có thông với những kênh rạch khác. Mình đào những cái hào như vậy nè, hoặc là tự nhiên, em cũng không biết là đào hay tự nhiên, nhưng mà đó, kiểu này làm nuôi theo kiểu mình thả giống xuống xong để tự nó sinh sôi nảy nở, tự ăn uống nó lớn lên. Thì đây được gọi là vuông ở khu vực Cà Mau nè. Em không biết các nơi khác có khác hay không. Rất là dài luôn. Mình không phải thở oxy, không phải gì hết. Chỉ có thả giống xuống và nó tự lớn vậy đó. Rồi đến khi mình cần thu hoạch thì mình đặt lú để bắt. Bây giờ là hơn 1 giờ chiều nè cô chú. Giờ của ghe đáy hàng khơi. Ghe... mấy ghe mà không có lưới trên ghe chắc là ghe đáy chòi. Nay đồ gì là có lý cho chú. Thất quá hả? Cái này là đáy chòi phải không chú? Đáy chòi, dạ. Đáy tó là chưa vô đúng không chú? Nghỉ hết rồi hả? Dạ. Tình hình nghề đáy thì chắc cũng giống như dưới rạch gốc quá cả nhà. Cũng không có nhiều đồ. Bữa thấy anh trò rạch gốc mà. Dạ. Bữa thấy anh trò rạch gốc mà. Dạ, bữa mới quay cái trò rạch gốc xong á. Mấy chú mới coi hả? Dạ. Dạ. Chú coi rồi ha. Dạ. Bữa ở chòi với hai chú lớn tuổi á. Dạ. Dạ dạ đúng rồi. Này cá khoai hả chế? Tí té. Cá khoai. Xong hôm nay đó là nghỉ rồi hả chứ? Ừ. Dạ, đồ thất, đồ hơi thất cả nhà ơi. Đóng ít đồ quá. Cá khoai hết sức tươi ngon luôn trời ơi. Quá trời, cái này cũng vô đáy luôn hả cô? Dạ, trời ơi. Bự. Vàng ươm luôn á cô chú. Nghề đáy thì đó, vô cả mực nè, tôm, cá đuối nè, cá lạc, dạ. Quá đã luôn. Ui. Cái này là mình người nhà mình lựa hay lựa mướn cô? Người nhà hết. Dạ, người nhà mình lựa. Ghe vô hơi trễ. Như bây giờ này là chắc vô hết rồi cô ha? Vô hết rồi. Dạ. Đi mần cho người ta thì đổ, đổ. Dạ. Đi mần cho người ta là lựa theo tiếng hay theo ký cô? À, kéo mấy miệng thì đổ.
À. Như là cái 6 miệng đổ 2 miệng, cái 3 à, miệng đổ dạ, dạ. Cái 4 tỷ miệng đổ qua rồi. Dạ. Đó. Cũng nằm ngoài trời canh ngoài ha. À, dạ. Dạ. À là nay vô luôn rồi đó. Ừ, thằng đó thấy. Đi cũng đi mà muốn cho người ta. Dạ. Như ở đây mà ví dụ vườn người ta mướn mình lừa tôm là lừa theo ký đúng không cô? Lừa ký đó. Dạ. 3.000 ký. 3.000 ký cũng giống với gạch gốc. Địa điểm cuối cùng hôm nay em muốn đưa cô chú anh chị và các bạn mình đi tham quan á là điểm cực nam của Tổ quốc mình luôn, những cái mét đất, những thước đất cuối cùng của đất nước mình, đó là Mũi Cà Mau và cột cờ mốc Mũi Cà Mau á. Em cũng chưa tới lần nào nhưng mà bây giờ thì em mời cả nhà mình đi tham quan cùng với em thử coi trong đây có những cái gì nha. Có một anh bán vé số. Bán trong đây ngày được nhiều không anh? Nhiều 500 400-500 tờ hả? À dạ, người ta thương nhiều người ta cũng ủng hộ ha. À, em không, em thì em không mua vé số. Dạ. Dạ. À, thì cô chú anh thấy cũng tội nghiệp, cũng thương anh kiểu đây em thay mặt chú Huệ Thành ở bên Pháp gửi tặng anh món quà là 200.000. Dạ, chúc anh có nhiều sức khỏe nha. Dạ. Mình nói chuyện không gành đúng không anh? Dạ. Cô chú mình xem cũng hiểu. Dạ, rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ, hy vọng là cô chú mình tới khu vực này thì ghé ủng hộ anh một tờ nha cả nhà. Anh chắc là cũng khác người bình thường một xíu á, cho nên là nói cũng không có được rõ. Rồi, vậy chào anh nha. Dạ. Một vé vào đây là 30.000 một người lớn nha cô chú. Em nhỏ thì 15.000. Ở đây có một cột cờ, từ xa em đọc được là đường Hồ Chí Minh bao nhiêu ngàn cây số gì đó. Mát, trong đây mát lắm cô chú. Đây, đường Hồ Chí Minh, điểm cuối Cà Mau, km số 2436. Những cây, em không biết em đọc như vậy là đúng không, hay là cái đoạn đường nào nó dài. Nhưng mà chắc là đường Hồ Chí Minh, điểm cuối Cà Mau, rồi km số 2436. Ở trong đây đẹp lắm cả nhà. Hôm nay em tới á, là cũng vào dịp cuối tuần, cho nên là du khách tới đây em thấy cũng kha khá. Bây giờ cũng chưa nắng rồi mà cũng còn đông đông người nè. Trong đây là làm kiểu khu du lịch sinh thái luôn á cô chú. Cây cối xung quanh đẹp lắm. Cả nhà mình nên đến một lần để biết được cái mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc mình nó ra sao. Gặp mấy cô mấy chú quay luôn. Dạ yeah, đó. Các cô chú là từ đâu tới? Thái Bình. À Thái Bình. Dạ yeah, à. Thái Bình. Giờ này con có duyên với Thái Bình ghê. Thái Bình kính chào quý khách. Dạ, đến để thăm mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc.
Đúng dạ. Rồi. Rồi. Chúc cô chú đi chơi vui vẻ nha. Chúc dạ. Nhiều, dạ vâng. Cho nhé. Đẹp. Cảm ơn cháu dài. Dạ vâng. Đúng rồi, thế là chú Vinh nãy đi còn gì rồi. Chúc cháu dài thành công. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô chú. Dạ vâng. Chúc cháu bình an nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. À, cô chú mình xem một đoạn đường sau lưng em nè. Rất là đẹp luôn. Đi cặp dọc bờ biển. Video này chắc là sẽ hơi dài đó. Cô chú mình nhớ xem hết video ủng hộ em nha. Cũng như là nhớ ấn like cũng như là đăng ký kênh để tiếp thêm một chút động lực tinh thần trong quá trình đi quay phim của em nha cô chú. Tìm ra những thứ mới mới, gửi đến cả nhà những thước phim hay. Đoạn này là GPS 001, mốc tọa độ quốc gia. Lúc nãy là km số 2436 là điểm cuối của Việt Nam, còn km số 0 là ở Hà Giang. Du khách tới đây chụp hình. Rất là hùng vĩ luôn cô chú anh chị ạ. Đây là đường lên ngọn hải đăng. Đây có đánh dấu từng bậc thang để em coi tổng cộng là bao nhiêu bậc nha. Ba mươi mấy bậc rồi cô chú. Ôi, lên tới. Tổng cộng là 249 bậc. Lên tới nơi là 250. Góc nhìn từ trên cao nè, rất là đẹp luôn cả nhà. Em có một lời khuyên cho cô chú anh chị mình khi mà đến khu vực này là mình lúc vào á thì mình nên đi bằng đi bộ, mình đi dạo xung quanh, mình ghé nhiều chỗ nó sẽ hay hơn. Còn lúc ra thì cô chú anh chị mình có thể là thuê xe điện để đi ra cho nó khỏe, chứ thực ra cái khu này nó cũng rộng lắm. Cô chú mình đi vô đây hết một buổi trời, nãy giờ em đi cũng cả tiếng đồng hồ rồi. Nếu mà đi ra mà đi bộ nó rất là mỏi chân. Nên là đi ra tốt nhất là chút nữa em sẽ thuê chiếc xe điện để đi. Cô chú mình thấy cuối tuần á, khách du lịch tới đây đông ghê. Chưa nắng rồi che dù đi chơi luôn. Chắc đây sẽ là cái điểm cuối cùng em cùng với cả nhà mình ghé thăm. Đây là thuyền buồm. Mũi Cà Mau. Tọa độ là 8 độ 37 phút vĩ bắc, độ vĩ bắc. Vĩ độ bắc. 104 độ 43 phút kinh độ đông. Đây chính là điểm cuối cùng. Thu vào đây. Chào hai người nhận đây anh em. Hai người nhá. Của lợ lao, của lợ đấy. Các tổ tên nhá.
Vui quá, đi du lịch đi theo đoàn kiểu này đông người vui. Vui thật sự luôn. Trời bây giờ đang rất là nóng luôn cô chú anh chị. Chắc là em sẽ dừng video tại đây nha cả nhà. Cũng tới được cái điểm cuối cùng luôn của đất nước mình rồi. Cũng đưa cả nhà mình đi tham quan hết một vòng của khu du lịch đất mũi rồi. Thì bây giờ em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ video của em. Nhớ ấn like cũng như đăng ký để ủng hộ kênh ngày càng phát triển nha cô chú. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của em. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà.